Nhào cục đất đỏ này, mình lại nhớ đến cái nồi kho cá của mẹ hồi nhỏ. Nên bây giờ mình sẽ thử làm một cái nồi đất nung. Để có được một cái nồi thì việc đầu tiên thì mình phải nhào đất cái đã. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người kỹ thuật xe dây đất. Với kỹ thuật này thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều sản phẩm luôn. Mình làm cái đế trước, sau đó thì mình sẽ xe từng sợi dây đất. Để dán đế và dây đất dính chặt lại với nhau thì mình sẽ rạch những cái đường sọc caro giữa hai cái bề mặt tiếp xúc. Mình tán mịn đất sét cùng với nước để tạo thành một lớp keo mịn, rồi mình phủ lớp keo này lên các bề mặt khi mình dán. Mình dùng dao miết thật kỹ hai bề mặt lại với nhau. Mình miết càng kỹ thì sản phẩm của mình đẹp và không bị nứt. Mình cứ xe dây đất và dán ghép chồng lên nhau cho đến khi mà đạt được độ cao như mình muốn nha. Khi mà mình miết xong á, thì mình dùng miếng mút thấm nước để quét lại là đồ của mình nó sẽ láng.
Để cái nồi của mình nó được tròn hơn thì mình sẽ dùng cây gõ để tạo lại cái dáng của cái nồi. Mình làm thêm quai và nắp nữa là xong một cái nồi rồi. Để làm nắp nồi thì mình cắt một cái hình tròn bằng với đường kính của miệng nồi. Mình dán thêm cái gờ để giữ cho nắp không bị tuột khỏi nồi khi đậy. Vậy là mình đã có một cái nồi rồi. Quá nhiều bước phải không mọi người? Bây giờ mình chỉ cần dùng mút mình đánh bóng lại cho cái nồi của mình được láng. Mình trang trí thêm vài họa tiết cho cái nồi của mình nó xinh một chút.
Cái nồi của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình lại hồi hộp chờ xem nó có an toàn trong lò nung hay không nha. Xin chào mọi người, mình là Nồi Đất. Mọi người hãy chúc mình may mắn trong lò nung nha.